Thứ tám thì ngầm khi Phi La Tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giêsu quá lệ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chẳng. Thì Phi La Tô đem người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: này là người ấy, dân liền kêu lên rằng: đem đi, đem đi, đóng đinh nó gác thập giá. Phi La Tô lại rằng: tao đóng đinh vua bay làm sao? Dân thưa rằng: chúng tôi có một vua tên là Sê-gia-rê mà chớ. Bây giờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cao mình cùng vua chẳng, thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết. Khi ở ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lạy Cha, mười kính kính mừng. Thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng con dự nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến lòn đời, chớ bắt trước quân du rêu chẳng nhận Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.